Ok, một ngày đi mai về cực kỳ mệt. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ thôi bạn ơi. Ok. Đi gỗ. What the fuck? Tại sao tôi ở đây đây? What? Đâu ra? Thằng nào cũng gì? Ấy thằng này nó mang quần kê tới đốm này. Nó mang quần đùa kìa. Nó cũng như bọn mình rồi. Chậm 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 chậm. Ấy ấy bọn tôi là sát cả. Chậm. Nè à à đù. À không phải sẽ con này nó lớn rồi. Oh no. Ok ba. Hello, hello. Chào mừng anh đến với. Hello. Chậm. Who are you? Chắc giới thiệu, chắc giới thiệu. Tôi rồi. Chậm không? Tôi là sao vậy? Giới thiệu, chắc giới thiệu. Tại sao tôi ở đây? Anh cầm kìa, lấy kiếm kìa anh kìa. Nó lấy kiếm không an tâm gì nào. Ai bảo tôi là người thân thiện, tôi ăn kiếm đây nè. Đó, tôi ăn kiếm rồi. Hãy tờ, để tôi lượm lại đó. Để tôi lượm cho. Ba. Chào mừng anh đến với thời tiền sử. Chắc là anh cũng giống bọn tôi thôi, bọn tôi bị lạc vào đây. Tôi không hiểu sao tôi quen dần. Nhưng mà đặc biệt là anh rất là kỳ lạ, anh đã lạc vô căn nhà vô đây rồi. What the fuck, tại sao tôi nguyên căn nhà đi theo rồi? Chắc vô vô thôi quay chắc. Hỏi tôi đi theo chỉ có cái quần đùi à. Chắc vô nhà coi, chắc vô nhà hơn của. À đù, bình tự nhiên thế. Ê trời, có nhiều đồ đây. À đù, ăn trộm à. Tôi giàu rồi, yeah. Ăn trộm nhà tôi à. Ok, tôi đồ rồi. Chào ăn trộm mày. Tại sao ông lại ăn trộm nhà tôi? Giờ anh đi đến với thế kỷ 1 của thế giới này. À đù. Chà sao bố. Ở gì đây, đây là con khủng long đầu tiên. Ồ, có khủng long luôn á. Rồi, ok. Bi bi. Nó sợ kiếm ấy. Nó không cắn ông mai, đừng có đánh nó, nó không cắn đâu. Ok, nó ăn thịt được. Ấy, nó ăn thịt kìa. Ăn thịt đi, ăn thịt đi. Đồ là bị đó. Ok, đừng đẩy nó ra ngoài, đừng có đẩy. Ê, đẩy nó vô, thông nó vô lại. Thông nó. Ok, được rồi. Rồi, tôi thông thành công rồi ông ơi. Rồi, giờ. Ồ, sướng quá. Chào mừng anh, tôi nghĩ là anh nên tiếp thu cái nơi này là quen. Và đây là bạn tôi, nó tên là Tiger. Hello. Đâu? Ủa, đâu ra vậy? Ủa, Tiger mắt nó hay nào vậy? Nó từ chạy tới, nó phát hiện đồng bọn ấy. Rồi, tôi mở này ra thử rồi, được không? Mở đi. Ê đừng! No. Ok và ông có biệt tài gì không? Hả, tôi chỉ thợ xây dựng thôi. Vậy cũng được không ê? Ngó chim rồi. Wow và ok. Tôi nghĩ là hôm nay là tôi sẽ cần một cái chuồng cừu. Người build học tài giỏi hàng này, nếu mà build phụ chúng ta vậy. Tôi cần một cái chuồng cừu ấy. Nếu không phiền ai có thể xây chuồng cừu giùm tôi không? Có tiền không? No. Ê, tôi có thể cho anh cái này này. Ba con sâu rồi, đấy chứ. Tôi cho anh hai cây gậy xích toi. Đủ thôi chứ. Yeah. Đừng. Ok. Tôi biết cái tên thằng này được không ông ơi? Ok, chắc rồi, chúng ta sẽ có một thỏa thuận nhỏ nhỏ. Lại đây chắc, lại đây, chúng ta cần thỏa thuận. Ok, lại chắc. Thỏa thuận ông ơi. Cái gì ông ơi? Chúng ta sẽ lừa đảo nó. Ok. Bắt lừa đảo ông ơi. Đúng rồi, ông nói nhỏ quá tôi không nghe gì đâu. Thôi hay lắm. Hay lắm. Bọn tôi sẽ đợi tối về sau boost school nó. Ok, thôi đừng. Làm vậy á. Được rồi. Ok và rồi giờ tôi sẽ đặt ra con khủng long này. Tôi cần đuốc. Yep. Tôi sẽ cho ông xem cái hiện tượng khủng long này lại đây nào. Ông sẽ thấy được quả trứng đầu tiên. Anh bạn hàng xóm mới lại đây coi. Vô đây. Đây cái chuồng tôi mới xây này. Cái đĩa đằng Đâu? Vô đây. Quá. Nhà anh đi. Hàng xóm mới chứ gì vậy? Mất dạy hả? Chửi hài hả? Được. Đây là Mia đàng hoàng nha. Ok, đặt đây. Đú. Ủa sao tôi thấy ông cầm cái trứng bự đó mà quăng chút xíu. Ê, đừng, lưu ra. Đừng, cái ăn này. Nở đi. Chế banh mà, chế banh. Đừng. Bể chân đây. Bận đi bể chân. Ở nước tôi sống rồi, cái này là chế banh không nghe. Xuất đi. Bể chân. Tôi cần cấm nhang để cho nó hồi sinh. Cấm nhang. Phải cúng nó mới được không em? Xuất nó. Rồi ra để cho nó hấp thụ tinh hoa của đời trời đất. Rồi đi ra đi mấy bạn ơi. Tôi có biết gì đâu. Rồi ok giờ. Ấy, thằng nào đặt vậy? Mất dạy vậy?
Ủa, ủa, cái này là gì vậy? Ủa, cái này là gì vậy? Ờ, phải đi. The fuck, cái này chuồng bò á. Yep. Ê, cái chuồng bò, ê, chuồng bò, ở nhà ông đè lên chuồng bò tôi rồi. No, no. Ở chuồng bò thì còn ok. Ô, anh ấy đang xây kìa ông ấy. Yeah. Ok, chắc giờ tụi ông đi kiếm xương đi, kiếm bột xương. Mày đợi con không làm DNA. À, bột xương làm DNA ông ấy. Ờ, đúng rồi. Xương làm DNA. À, đợi tụi con khổng long kia nó lớn chưa? Okay, ông cứ đi đi, tôi chắc chắn không trộm đồ của hàng xóm mới đâu mà. Được rồi. Tôi nghe tiếng mở mở chết. Không có trộm đồ của hàng xóm mới đâu mà. Dạ, sẽ cái này nó không lớn ta, tôi sẽ quăng xương cho nó. Không có trộm đồ của hàng xóm đâu mà. Được rồi. Ok, thay đồ, where are you? Ê, con bò nó đi ra kìa ông nghe. Tôi đang giới thiệu bạn khổng long mới cho con bạo chúa này. Đi vô. Ê, đi trời. Ủa, đây là con bạo chúa hả? À, không nói bảo chú đấy, direct mà. What the fuck, tôi thấy nó cuốn teo quá mà, sao tính nó có thể cắn người được nữa. Chừng nó cắn nát stream không đấy. Nó đang chọc đít qua bên kia, nó đang chọc đít qua bên kia. Ôi, đẩy, chịch nó không ai, chịch nó. Ok, giờ tụi ông nay đi lấy cái đào kia thôi. Ok, đi không ai, cho hàng sắp mới ở nhà làm gì nó làm không ai. Ok rồi, ông có cấp chưa? Rồi, không ai, sẵn sàng rồi. Ok, let's go. Tắt tiền, tôi chôm từng chút của nó. Đồ. Tôi chọn được 8 viên kim cương. Gấm. Ô, ok, cái túi đá thì mình lấy DNA kìa ông ơi. Rồi, tôi thấy rồi. Rồi, ông tìm khu khác đi, khu này là của Tiger rồi. Đéo. See you. Yeah, trời ơi, quá trời luôn, quá trời quá đất ngon stream luôn. Yup, okay. Yup, bye chat. Bye chat. Fuck you. Fuck you. Ok. À, về đây. Rồi. Yeah, trời ơi, được xương. Không sao, à, tôi sẽ lấy, ông có cái cây trồng không, để tôi trồng cái cây lớn lên. Cái gì trồng lên. Ok, tất cả 1, 2, 3. Cái xác cái cây ấy, mình đánh lá xong nó rớt ra cái cây cho mình trồng cây à, lớn. À, cái cây hả? Ừ. Thanh niên, trồng ở nhà mình sao được. Trồng cái chỗ cái kia, cái con khổng long ấy. À, cái con, à, tôi có mà, không sao, to ông đặt cái đó đi. Có nhà. Ok, ông đặt cái đó đi. À, nếu mà tụi ông không phiền thì có thể dọn qua nhà tôi ở luôn đi. Ok, anh lấy nhà mình là. Ê chắc. Chắc. Quay một cây này quay đi tôi. Ê chắc. Đây ông ơi, tôi vừa dùng phép thuật. Phép thuật. Ôi. Ô người thay người cây hả? Người cây. Cây kìa ông ơi. Để chào hỏi đi. What the hell? Tôi là chào hỏi nha ông ơi. Tôi là chào hỏi nha. Chắc mình tính. Ok. Tôi là chào hỏi cái. Okay. Xin chào những người cây thân thiện. Tôi xin giới thiệu tôi là bộ tộc của quân đùi. Tôi rất là vinh hạnh để mà gặp gỡ mấy người này. Chứ ông rất là family đúng không đó? Điệt mẹ bà. Sao tôi đánh nó không được vậy? Ấy tôi sẽ dụ nó, tôi sẽ làm gì nó đây? Tiếp dâm nó. Ông ơi, tôi từng đọc một truyền thuyết rằng nếu chúng ta chặt cây trước mặt mấy người này, mấy đứa này nó sẽ giết mình. Ok, tôi sẽ chặt cây nha. Chặt cây. Ok. À đủ cái thế giới của mấy người, tại sao lại có thể đói nhanh đến như vậy hả? À, ông qua đây đi, tôi sẽ trồng hai cái này rất là bá đạo. Ê, tôi đang chặt cây đây. Hello. Chặt cây nào ông ơi? Rồi, tôi sẽ đặt gỗ trước mặt vào nó và tôi chặt. Lại quá. Đây là một cục gỗ. Đây, các người có thấy gì không? Đây gỗ của thiên nhiên mà ta đang chặt cây. Yeah, phản môi trường. Nó không có gì hết, Thôi kệ đi, bỏ đi. Ê! Ông ơi, ôi! Ôi! Thanh niên la trong tuyệt vọng. Ủa sao tôi đánh không được, tôi đánh nó đâu được đâu. Ông ơi, ông lấy cái rìu đánh. Ông lấy cái rìu đánh. À, cái rìu á. Ông ơi, ông đừng có thử tôi, ông đừng có muốn kết cục như tôi không ơi. Ok, tôi sẽ thử. Người cây hay quá. Quá nào. Bốn nào, đặt ra. Đồ mạnh hơn cái. Đồ với bùi. Đánh nó chết nha, dùng cái rìu gỗ thôi. Ok, tôi xây xong ba cái chuồng rồi. Ok, tôi sẽ thử đánh cái này nha. Tôi sẽ thử đánh cái này. Giúp cho thanh niên Tiger. Rồi sao rồi. Tiger, tôi tới đây không ấy. Thôi, đừng giết họ. Rồi, ê, hai con sói này. Hai con sói. Ê, không phải Heron. Ba con sói đâu. Heron. Không sao.
Rồi ông đem... là ông giỏi baby cái gì ông ấy. Nào tôi, giết nó xong rồi. Tôi đem cắt. Tôi đem xương về này. Ui. Quái thăm chung bò nào quái. Ông tôi tìm thấy dùng đất mà cả đống cái đống thứ mà đào ra cái mấy cục xương á. Ờ, ghê. Đá luôn hả? Wow, chuồng bò đẹp ghê chắc ơi, chuồng bò đẹp quá đi. Ok, sao ok, để tôi lấy mấy cái bộ xương khủng long đem về, mấy ông kia. Ê, trời tối rồi, nghe gì nó đi. Ai? Copy, bỏ đi ra trời, bê đê gì đó, xài copy. Ở đây, tôi thấy rồi, giờ tôi sẽ... Oh my god. Ok, các bạn dọn nhà, qua nhà mình ở đi. Anh hàng xóm tốt bụng quá, ảnh thấy mình, ảnh lấy cây xong mình tự nhiên cái ổn cho tụi mình ở nhờ kêu quá. Hẳn có một đứa, hẳn có một đứa. Chúng ta chỉ có 5 người trên thế giới này thôi nên chúng ta phải biết. Hẳn có một đứa đó. Chúng ta sẽ có... Hẳn có một đứa. Ủa? Ủa bộ ở đây, ở đây chỉ có mấy người? 3 người thôi hả? 3 người với ông 4 người đó. Ủa, ai nữa? Còn ai? Còn một người lại? Không, lộn, tôi đếm lộn, nó có vấn đề gì đếm. Không phải, có một người ở đây nữa, đó chính là tên Tuấn Hoder, alo, Tuấn Gà. Anh ta đã đi tìm một cái vùng đất mới rồi, thì bạn sẽ chưa về anh nữa. Anh ấy đi xa rồi mà. Ủa, liệu có phải là người quen của tôi không ta? Hồi đó tôi có quen thằng Hiệp Gà. Chắc là không phải. Không phải rồi. Không chắc phải. Này có dòng họ không? Tuấn Gà tên là Tuấn Gà. Tuấn Gà. Nhưng tôi mong là cái anh bạn của ông không hề không có bị vô cái thế giới này nữa. Nhiều đứa cũng vô. Hư chẳng xấu là... Ấy, anh có quen vùng đùi kìa hay. Tôi cần chút rất là nhiều chút. Anh kể chuyện thiết về vùng đùi tôi nghe coi. Đó là của mang vùng. Có chiếc thuyền đánh cá. Ông ai okay, bị cướp ở chiếc tàu lạ. Ông ai, tôi có cả đống ADN luôn không? Thay rồi. Đem về. Đem về Yummy này. Yummy. Critio, trời ơi, thằng nào chồng. Oh, skin là, ấy về nhà bảo vệ nhà nào. Oh shit. Gì vậy? Oh shit. Đúng rồi, tôi coi con khủng long đã. Khủng long khi sinh sản vô mấy ông, vô coi. Không. Tôi nghe tiếng con hổ rồi và khủng long ơi. Ok, tôi đang gặp lại cái chỗ này. Ê, ui. Ấy, con này cần cỏ kìa. Gì nó hút cỏ. PVP này. Nó hút cần không ấy, nó cần cỏ. Ăn trộm. Tôi dọn nhà. Có thành ý. À, tôi nhớ trong nhà của ông này có cỏ này. Tôi xin chút cỏ. Dọn nhà vô mà thấy cái giường không? Tôi dọn nhà. Ok, ông đặt lên trên đây, ông đặt này. Ok, đặt trên đây. Ở đủ 3 cái luôn, đủ ăn gấm. Trời ơi, tôi phải ở đây nè. Ủa, trong đây không có cỏ rồi. Đâu có cỏ đâu. Có cỏ không? Không có cỏ không? Không. What the fuck cỏ man. Rồi xong rồi, không mắc có cỏ rồi. Cỏ. Không có cỏ rồi anh em ơi. Khủng long chúng ta cần cỏ. Gì vậy? Tôi muốn ngủ trên đây. What? Ok, lên ngủ thôi. Ủa không cho tôi ngủ. Ngủ okay, nào? Ngủ mấy ông ơi, tôi ngủ đây nè đó. Súng mình. Lẹ lên ngủ nào. Fucking hell. Ngủ. Let's go. Có bao giờ ấy gần? The fuck? Thế giới gì đâu mà như xẹt đây tàn là zombie. Bíp. Chạy lên, chạy lên. Ngủ nào, lên ngủ. Bye bye. Oh shit. Cái con này, cái tiger này ở bên. Rồi ok. Ngủ, sợ trời đó là trời. Rồi thôi, chúng ta đêm nay bác không ngủ, đêm nay bác không ngủ. What the fuck bro? Đêm nay bác không ngủ. Thôi rồi đó, chạy như lên. Lên. À đủ. Là sao mình biết con này làm gì? Thôi rồi, mấy ông ơi, thôi rồi. Thôi kệ đi. Ngủ được rồi mấy ông ơi, giờ hết thì ôi. Chúng ta phải đợi Tuấn về để cho con này ăn nào. Quá trời. Ngủ. Đi, về ngủ không ha. Okay. Ngủ thôi. Mấy người biến thái quá đi. Ngủ nào, ok. Để chờ hơn thằng công việc. Tự nhiên mới gặp hơn muốn giết tụi tôi vậy. Á kêu mấy ông là ăn trộm này. Bị xí đá rồi, tôi bị xí đá rồi, cứu mạng bà con, cứu mạng. Ông mua đéo. Cái mạng rồi. Giờ tôi phải làm gì đây ta? Ấy, ông kiếm ông. Khủng long nở chưa, khủng long chưa nở. Ủa, làm sao nở đây ông? Ủa, nó nở rồi kìa ông, nó nở rồi. Ê, cái con này có vẻ nở không ấy, nó nở rồi. Ấy, con khủng long này nó ngày càng bự này. Ồ,
đâu 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 sừng của ông ơi, ốc chúng khủng long mà ba sừng của ông nở luôn rồi kìa ông. Biết rồi, là ba sừng nó nở. Ôi nó cũng bét tí con téo không ê. Ôi con khủng long này nó bự vãi nồi ra. Cũng là ba sừng nó cũng bét xíu téo không ê. Con này bự thế. Giờ nó còn bao nhiêu, nó còn nó thiếu chúng ta cần cỏ. Nó phải ăn cỏ mà. Ôi cái mông mắt này nó cũng là mắt to giống tôi nè ông ơi. Tôi có bần miêu nè cha. Tôi có bần miêu nè, xong nó chớp nè đó. Ồ qua đây chúng ta cần cỏ. Có rồi trời ơi, có rồi ngồi. Quăng cỏi nó đi, quăng cỏi nó đi. Bùm 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 bùm. Okay, okay. Nick cỏ. Nick có animal. Để tôi đào đất cho trồng cỏ. Ok. Ok. Ủa ô con này nó bị lú cái đuôi ra ngoài luôn kìa. Ui. Thế giới này thật là nguy hiểm. Nó mà sống chuồng là to lắm đi. Ây da. Oh. Nó lú cái đuôi ra ngoài kìa ông à. Gì đâu. Ấy có xô không? À có xô không? À có số không? Ê mày mày làm ơn mày lú cái đồng. Có. Ủa con này bự quá vậy. Ông uống nước đi chắc, ông uống nước đi. Tôi có là bà. Nước. Đó, ông hồi nãy tôi tìm. Ê. Tí mày à. Nè nè. I don't care. Ê trời. Thì hai xây dựng tôi bãi ruộng đi. Nhưng tôi cần đất. Đây. Đây. Đừng có xảy này. Đây, ok. Mà phải cho con khổng lồ ăn không rồi nó chết đi. Đây, đưa gây đất đây luôn. Ok, mình cần thêm đất gây. Đất đầu, à đất à, lộn mình xài thêm lúa. Ủa con khổng lồ cu teo quá con thứ hai. Wow, ấy trời. Giờ tôi sẽ bỏ ông bỏ bột xương vô, ông bỏ xương vô lại bài đi. Vậy vậy anh Yên. Chết. Vô phòng thí nghiệm đi. Ok. Cứ bỏ xương rồi, coi nó ăn gai ADN gì. Nautilus Tyrannosaurus. Rồi mấy ông lên Google search đi. Ủa là ở đây làm gì có Google không em? Vậy tôi sẽ cho ra một con nào đó. Không, thế giới của tôi có Google không? Không đủ đất rồi. Tôi cũng có đồ Google mà. Con này là con gì ta? Tôi không biết con này. Anh này có wifi cho... không? Đất đâu? Đất ông tự kiếm đi. Chắc kiếm đi chắc. Nó làm miễn phí mà. Vô, ok, muốn kiếm phát vô. Người ta người mới mà làm cho người ta làm gì ấy. Thứ gì? Chắc ở ác quá. Tôi buồn không à. Ủa mày ông nói hả? Ê, ông có số điện thoại của Tuấn Gà ông nữa, tôi gọi nó về coi. Tôi gọi Tuấn Gà về coi. Ông nội ơi, ủa không có đem điện thoại à. Ủa này đâu có mạng đâu. Ủa làm gì có dịch vụ ở đâu trong đây không? À không có, tôi không có thiệt. Tuấn Gà ơi, thay gần luôn. Phải. Tiền xử lại. Không, tôi cũng từ thế giới con người trở về đây. Ông hồi năm 1999 hả? Đúng rồi. Ủa vậy vậy Tuấn Gà là người tiền sử trong đây hả? Tuấn Gà là người tiền sử đi. Trời ơi. Heo ông ơi vũ heo về đi. Không đem là cà rốt sao vũ. Trời lúa. À trong nhà tôi còn dư nhiều cà rốt lắm không em. Ở trong nhà nó có cà rốt đấy, ông lấy đi. Cà rốt. Tôi cầm rồi. Ê, con bướm. Con bướm xinh, con bướm đen xì. Ui, ở đây có nước. We need water. Chắc không nước chắc. Ok. Nè, thằng tôi. Chắc la hoài. Ok. Để làm ba đi kìa. Giờ tôi sẽ chạy về nhà. Cố lên nào. Let's go và có rồi kìa, về tôi chồng ấy. Mẹ đang tới tốc độ âm thanh nha ơi. Làm cái cuốc đi bro hả bro. Rồi, what the fuck. Làm cái đồ kèo đất đi. Chứ cần thêm một xô nước làm xô nước của quý vị ạ. Nước của quý vị. Làm đồ kèo đất. À, làm nước của quý vị cũng được. Giờ tôi phải cho con kia ăn. Để tôi làm đồ kèo đất cho, Ok, nó đói bụng là chết tôi. Ê, khổng lồ cái chuồng này nó có được không ta? Nó sợ nó sổng chuồng quá. Nó không sổng được đâu. Ôi, lava của tôi. What are you doing, lava? Hello. Ê, con khổng lồ này phải T-Rex cho ta. Con là bảo chúa không? Nhìn nó dễ thương quá vậy. Tôi thấy con nó không giống bảo chúa tí nào
Tyrannosaurus là T-Rex nè. Thì biết rồi, T-Rex nhưng mà chỉ có điều nó dạng là thì quá mất cực cần thiết. Đúng rồi. Tại nó gặp tôi á. Oh shit. Ok, giờ tôi sẽ làm một cái cúp và cho con hổ nó ăn không ta? Con hổ này đói bụng này, tôi sẽ cho nó ăn. Tôi sắp buồn rồi mấy ông ơi, phải nó ăn không? Nó không ăn kìa, trả đây. Mày thích người á. Ok. Thì tôi sẽ làm cho một cái kèo đất. We don't talk anymore. Yeah. Tôi biết hát hay không? Bài đó bài gì tao cứ thấy quen quen, hình như thế giới cũng có. Xạo quá. Có thể. Ok, giờ tôi sẽ kèo đất. Chào đất đi, tôi sẽ gieo hạt giống. Tiền sử đó, đây là thời tiền sử chúng ta phải trồng. Cực quá, bên tôi ưa thích thì giá chợ mà mua. Rồi, cần thêm. Rồi, để tập thêm. Rồi, hết luôn. Ai nè, có lúa đây, ai lấy lúa không? Lúa đây. Lấy hạt giống kìa. Ok, là lúa rồi. Để tôi trồng. Từ để tôi đi vô, để tôi làm một cái gì cái nè. Cái này lúa hả? Rồi, đợi chút. Đợi chút mau làm kèo đất đi, tôi sẽ cho con này nó ăn thử đã. Không biết nó cần lúa không ta. Tôi phải đợi Tuấn Gà về nghiên cứu nữa. Ôi, Tuấn Gà của ông đi đâu vậy? Ai đi, biết rồi, ông đi xa hơi rồi. Ê, nó ăn này. Nó ăn cỏ, đúng rồi. Cỏ hay lúa? Giống hay là lúa? Anh Yên bị loạn chữ rồi. Lúa hay là cái gì? Lúa. Ok, lúa. Lúa thì trồng lúa đi. Không, Huy Hai đang trồng. Tôi trồng cà rốt nha. Ok. Bên kia trồng lúa cho tôi, bên kia trồng lúa. Vậy để tôi coi con khổng lồ mới của tôi sao rồi đó. Nha. Rồi, fail rồi. Bên kia lúa kìa. Tôi định dẫm nát luôn không? Ấy, tôi cần sữa. What the fuck man? Có bò chưa? Có bò. Ok. Đó, chúng ta cần... Tôi lấy sữa từ đó. Đó, sữa nào mày? Tôi có rồi. Sữa. Uống nhiều sữa phê quá không? Chúng ta cần có gì để... Chúng ta cần lúa để cho con bò nó... Ấy, Gì vậy? Đây nó Sirius ra trứng rồi. Ê, đem hát đi. Cho tôi coi với. Đem con này. Ôi, đi ra anh. Để trứng đây, nó là ăn trộm đây. Rên. Cái này bán được nhiều tiền lắm. Đừng. Đừng đùa hết đi. Đừng. Đây làm gì mà có chợ đâu mà bán. Ê, như con nói là nó chơi trả nè. Ok. Chắc tìm hiểu con này đi chứ. Được thôi. Sạch Google đi không nghe. Đây tôi sẽ phân tích nó trong vài giây mấy ông ơi. Phải nghĩ về kiến thức. Tôi ngẫm nghĩ cái. Ok. Keno. Giờ mình nuôi nó hay gì không ơi, hay là chỉ tìm hiểu thôi. Đợi xây lồng nữa chứ, mình chỉ có lồng. Chỉ cần Google dịch một chút. Ủa gì Google dịch? Ấy, cái con nó có bay được không ta? Ông tìm hiểu thử. Chứ hình như là con thằng lằn bay gì đó. Tôi Google. Thằng lằn bay nữa là phải nhốt trong cái lồng nữa. Ồ vậy chúng ta cần mua thêm cái lồng này. Cái này tôi xây gần xong. Nếu không rồi. Thì nó bay. Chưa chắc cái này con thằng lằn. Còn nó biết bay mà. No. Rồi bé tiếng Anh. Chết đây là. Không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ dịch chuyển lại tới chỗ mình nhờ. Không, con này có 3 con này. Không biết ai là nạn nhân tiếp theo hả? Chắc là do vụ lốc xoáy gì đấy của thế chiến giữa ai đấy. Không, con này cũng có 3 đúng không ơi, con này là dạng như con chim. Không, nó chỉ là con sông đất, là con đất rồi. Đây là con gì? Ok, tôi cần về nhà để dẹp một ít đồ. Nói chung nó khỏi cần cái lồng của nó. Ủa cái đó là con gì vậy? Thôi nói chung gì cũng phải cho nó cái lồng đi, cho nó trật tự. À. Không chắc này. Bắt đầu nuôi nó nha mấy ông. Ê từ từ cái lồng này chưa hoàn thiện. Trời, lên đi con chút nữa nó không muốn kìa. Đặt ra nào. Đặt đi. Ơi. Chép anh, xuất.
Ê, trên đây cần nến, trên đây cần nến. Để vô đây nến nè. Thì đuốc thì lấy đuốc nè. Tôi sẽ ở đây ấp trứng. Ok. Không, ấp trứng là nghề của trứng gà. Ê, mấy ông làm thêm và thêm, làm thêm vài cái đuốc đi. Cắm đi. Cắm nhang nào. Mô Phật hãy cho nó đầu cắm thai. Cắm nhang cho, ok. Giờ những gì chúng ta cần làm là được. Ok, okay tới tôi làm này cái nào. Hoàn thành. Lấy lú rồi, giờ lại lú rồi. Hoàn thành cái lồng nhanh đi mấy ông ơi, tại sao mấy ông xây lồng kiểu gì á? Can you help me? Best thing ever. Tôi phải cho có cái con khủng long. Đây, cố gắng cho cái con khủng long kia nó lớn lên, thật là lớn lên. Á đù. Ý, đừng. Á đù là gì vậy? Hả, tôi không biết nữa. Từ nào tôi mới nghe lần đầu. Dòng sống ở nước nào vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tôi sống ở trong một cái bộ tộc tên là quần đùi. Đù, gấm. Ủa vậy những người nào mang quần đùi là ông cũng là bạn cái gì đâu xiết quá vậy? Thì cũng không biết nữa. Bộ tộc của tôi mang quần đùi mà. Để cho ăn. Ăn chưa... đi không long. Ê. Vậy nó chưa lớn. Ê trời. Ê. Hai ngủ nó đang cắn nhau. Ngủ đi. Hai nó đang cắn nhau kìa. Đâu. No. Gì vậy? Mất con khủng long rồi. Gì mất rồi cả. Gì vậy? Con khủng long này để đến tủ ăn thịt rồi. Chết rồi. Gì nó tới tủ ăn thịt rồi hả? Ủa? Rồi chứ. Ủa làm lồng gần nhau là tụi nó cắn nhau hả? Rồi sao rồi? Rồi xong rồi. Đây là một bài học kinh nghiệm. Khủng long ba sừng chúng ta đã chết rồi. Mai tán thế nào? Mai tán đi. Rồi. Má buồn, tôi buồn cực kỳ. Tôi định khi ra tuấn gà là nó, tôi mới... Nó mới sinh ra chưa được vài ngày khi nó chết rồi. Rồi ok, tôi xin cúng cho nó. Đây là cái bia mộ của nó. No. Thì đưa chưa làm sao ra, chúng ta có cả đống DNA mà sao làm ra cái trứng. Tôi đã làm cái bia mộ rất là đẹp cho đó. Làm sao mới được ra cái trứng không? Tôi biết làm DNA nhưng mà... Má ông cần sửa, má ông cần sửa cái máy bên kia kìa. Con này nó lớn rồi. Khủng long ăn thịt người hư quá đi. Okay, tao vẫn phải nuôi mày. Vì okay. Tụi tao là một nhà. Không hiểu tại sao. À đúng rồi, tôi quên giải thích cho ông. Vì bằng tôi đang... Thì ông mới tới đây được có một ngày. Cái ông phải... Ủa gì vậy? Ê cúng. Không có cắn rồi. Ô. Cái gì xinh hả? Xinh ra kìa. Trời ơi, dễ thương quá. Dễ thương của tèo, tránh da của tôi. Ê. Nó đạp tôi kìa. Dám đánh chủ hả? Ủa con nó xíu đi. Này Nó đạp tôi thiệt kìa. Ủa đây, ra đi. Ở đây, nó đang cố kêu ra kìa, đẩy đi vô. Nó không thích tôi mấy ông ơi, tôi đẻ nó ra tôi mà nó không thích tôi kìa. Na cái gì vậy? Đồ biết. À đúng rồi, tôi cầm thịt. À. Đừng có cầm thịt, nó đánh những người cầm thịt. Ok, tôi đẩy ra. Đắt cho đây lại nè. Ôi, lại gần nó đánh tôi liền. Nó có đánh tôi đâu. Cho nó ăn gì vậy? Biết. Ăn đi. Đi. Năng không? Năng thì đâu? Nó nhìn tôi nó thấy ghê quá ông ơi. Ok, để đó lại đi. Đâu à. Bắt. Chúng ta bị mất một con khổng long rồi. Tại mày đi. Nhóc con. Chịu đến nay ăn lớn dần lại ghê rất là nguy hiểm. Ok. Rồi, chúng ta đã nuôi được hai con khủng long ăn thịt người. Chưa. Không biết đó là điều tốt hay điều xấu nữa. Tôi buồn quá, tôi mất một con rồi. Buồn. Thất tình. Ok. Và mình nghĩ là tập đây tới đây thôi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại một like. Video này đủ 800 like thì sẽ ra video tiếp theo. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. No, keeper. Nhà cũng vậy. Không, đừng có chơi tay gơ vô. Help me.